là nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc đối đầu giữa TNT Bắc Giang và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Bên phía các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, họ sẽ thi đấu với Bảo Duy, Tiến Hoàng, đội trưởng Huy Thạch, Thiên Ân, Đức Chuẩn. Huấn luyện trưởng đó là ông Nguyễn Tiến Quang. Cơ hội dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An được chuyền về. Và xử lý tới từ vị trí của cầu thủ Thiên Ân, rất dẻo, rất điểm ở chân trái, rất nguy hiểm. Trong những phút đầu qua thì trận đấu là khá cân bằng, cú dứt điểm. Và năm nay thì Bắc Ninh là đơn vị chủ nhà của giải đấu. Sút điểm, bóng vừa chạm vào cột dọc sau tình huống dứt điểm tới từ vị trí của Tiến Hoàng. Cú cứa lòng, bóng đã đi chạm vào cột dọc và đi ra ngoài, khá đáng tiếc. Thiên Ân, chân trái tới từ Thiên Ân. Ở vòng chung kết năm nay thì Sông Lam Nghệ An vẫn đang có được những màn thể hiện tốt. Vẫn là Thiên Ân mở biên rất thoáng, Tiến Hoàng dứt điểm ngay, cơ hội quá dễ dàng với Thiên Ân ở pha bóng vừa rồi. Cú dứt điểm của Tiến Hoàng trước đó và tình huống đã bồi tới từ Thiên Ân. 1-0 dành cho các cầu thủ ở Sông Lam Nghệ An. Cú dứt điểm này, thêm một tình huống dứt điểm khó nữa, phải đẩy bóng mang về bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Nguy hiểm, đường chuyền lỗi, quá người, đường chuyền và lùi về, phá bóng rất hay tới từ Nguyễn Tiến Hoàng. Đường chuyền lên, mất bóng sẽ là nguy hiểm, dứt điểm không vào, xử lý kỹ thuật không thành, mất bóng, dứt điểm, bóng đập vào cột dọc rất đáng tiếc, bóng vẫn còn, vẫn còn cơ hội dành cho cầu thủ TNT Bắc Giang. Đường chuyền lên, đó là một tình huống đá thẳng. Thiên Ân, Tiến Hoàng dứt điểm ngay, Thiên Ân đánh góp không vào, Tiến Hoàng không vào. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm tới từ phía các thủ Sông Lam Nghệ An. Tình huống đánh bóng dọc biên, bên đây là đội trưởng Nông Việt Hoàng. Thiên Ân dứt điểm ngay. Các cầu thủ TNT Bắc Giang vẫn đang gặp khó ở những tình huống lên bóng. Đường chuyền ngang qua người tới từ đội trưởng Huy Thạch, trọng tài cắt còi rồi. Đường chiếu bóng lúc này đang là Tiến Hoàng, dứt điểm ngay và đó là bàn thắng dành cho Tiến Hoàng. Tiến Hoàng đã góp cả công vào hai bàn thắng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở những phút thi đấu vừa qua. 2-0 dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Cuối cùng trong ngày hôm nay sẽ là rất hay. Cơ hội vẫn chưa thể tận dụng thành công. Đường chuyền, Tiến Hoàng dứt điểm ngay, nguy hiểm. Ta chung cùng quay trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa các cầu thủ Sông Lam Nghệ An về các cầu thủ TNT Bắc Giang. Dứt điểm, tình huống tấn công đầu tiên tới từ phía các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Huy Thạch, vẫn là Huy Thạch, bàn bật rất hay. Thiên Ân đưa bóng vào, không được. Tình huống đưa bóng vào khi mà hàng phòng ngự của các cầu thủ TNT Bắc Giang đã lùi về. Thiên Ân chân trái, dứt điểm, không được. Dứt điểm ngay, quả giả chân rất nhanh tới từ Tiến Hoàng. Vẫn là Minh Đức, mất bóng sẽ là nguy hiểm, cơ hội đây rồi. Pha đá ra ngoài rất đáng tiếc tới từ Thiên Ân. Pha bóng an toàn, đưa bóng vào. Một tình huống đưa bóng vào ở tầm thấp, mở ra là sáng hơn. Tình huống qua người hay tới từ đội trưởng Huy Thạch. Đường chuyền của Huy Thạch, cơ hội đáy biên, đưa bóng vào, không được. Nếu không thì bóng sẽ tới được vị trí của Triệu Long. Đường chuyền về, khoảng trống, dứt điểm ngay, bóng vừa chạm vào xà ngang. Cơ hội đấy rồi, dứt điểm, đá bay. 5 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Như vậy thì hết giờ do trận đấu cuối cùng của TNT Bắc Giang và Sông Lam Nghệ An tại vòng bảng. Kết thúc trận đấu, cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng trước cầu thủ TNT Bắc Giang với tỷ số là 2-0. Với kết quả này, cầu thủ Sông Lam Nghệ An ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết với vị trí nhất bảng. Hai bàn thắng được ghi cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An bao gồm Nguyễn Tiến Hoàng và Nguyễn Hữu Thiên Ân.